Xin chào tất cả anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với channel của mình Chúng ta lại gặp nhau trong bản tin ngày hôm nay Bản tin tổng kết thị trường phiên giao dịch ngày 22 tháng 8 năm 2022 Thì trước khi vào bản tin ngày hôm nay Hy vọng rằng là anh chị và các bạn hãy like và chia sẻ kênh của mình Cho mọi người cùng tham khảo Ngoài ra thì hãy ấn nút đăng ký để nhận được những thông báo mới nhất từ channel của mình Thì trong bản tin ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có hai phần chính thôi Phần thứ nhất là mình sẽ điểm qua thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay và phần thứ hai là mình sẽ điểm qua các dòng cổ phiếu xem là các dòng cổ phiếu nào thì sẽ có cái tiềm năng giảm hay là những cái, cái dòng cổ phiếu nào thì đang cho cái mô hình uh, có thể là uh, có cái chiều tăng trong các phiên giao dịch uh, tiếp theo của tuần này thì chúng ta sẽ cùng uh, đón xem trong video ngày hôm nay Thì trước tiên uh, về phần đầu tiên như là về thị trường trong phiên ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là một phiên giao dịch uh, giảm điểm và cái đà giảm này thì chúng ta cũng được cái dự báo từ trước rồi. Thì kết phiên giao dịch thì index giảm 8,75 điểm tương đương 0,69% 130 mã tăng và 326 mã giảm. Đấy cái số mã giảm thì đang áp đảo số mã tăng trong rất là nhiều phiên giao dịch gần đây. Đấy, thì chúng ta à, trong các phiên giao dịch tuần trước thì à, cái chỉ số này nó không giảm quá nhiều do à, là các cái mã cổ phiếu, à, các cái mã cổ phiếu trụ thì nó kéo điểm, nó khiến cho là các cái phiên giao dịch tuần trước thì nó hình thành những cái cây nến noji thì toàn à, giảm từ không phải mấy đến một điểm thôi. Thì, tuy nhiên là hôm nay thì các cái mã cổ phiếu trụ thì cũng không có đỡ được nữa, nó khiến cho cổ phiếu, à, khiến cho thị trường thì có cái mức giảm nó à, bắt đầu có cái biên độ nó lớn dần. Viên 30 thì hôm nay giảm 9,48 điểm, tương đương 0,73%. 3 mã tăng và 26 mã giảm. Đấy thì số mã giảm trong viên 30 thì hôm nay tập trung vào rất nhiều các mã cổ phiếu dòng ngân hàng, dòng thép, rồi là các mã cổ phiếu dòng bất động sản. Thì cũng có những cái tín hiệu tiêu chỉnh rõ rệt. Chúng ta cùng xem trên khung đồ thị của VNDAX. Cùng xem trên trên khung đồ thị của VNDAX thì chúng ta thấy rằng là hôm nay là một phiên giảm điểm. Tuy có cái sự rút chân, tuy nhiên là mình không thấy, mình không đánh giá rằng là cái phiên cái sự rút chân trong phiên ngày hôm nay nó nó là mạnh. Đấy, và à, trên khung daily thì hỗ trợ của Vendex sẽ ở quanh vùng 1240 đến 1250. Còn à, cái trường hợp thủng thì có thể là sẽ có cả trường hợp thủng. Bởi vì là khi chúng ta, à, khi à, test nhé, khi test thì mình thấy rằng là rất nhiều các mã cổ phiếu à, nó đã à, thủng qua. Đây là cái bản à, tin à, thống kê thị trường trong à, thứ tối hôm qua của mình gửi cho mọi người. Đấy, thì sau khi mà thống kê xong thì mình đây này, về phân tích các cái dòng cổ phiếu thì mình thấy rằng là rất nhiều các mã cổ phiếu ở đây là 70 các mã cổ phiếu dòng các ngành thị trường nghe dành bất động sản này ngân hàng này chứng khoán này dép này hình thành một đỉnh trên uh, MACD Cung khung ngày và 90 các mã cổ phiếu th xuất hiện là phân kỳ hai đỉnh à, phân kỳ hai đoạn này, trở lên trên khung giờ có nghe là phân kỳ giảm giá hay một phiên kỳ âm đúng không à, và các một số các mã cổ phiếu thì thậm chí là đã thủng m 20 đấy, dù dòng penny thì đến 90% các mã đều thủng m 20 và 60% đều gãy kênh tăng giá ngắn hạn từ đấy nên cho nên rằng là à, uh, VNX ở trong cái khung ngày hiện tại mặc dù là có đường M20 nó đang hướng lên tuy nhiên rằng là cái việc mà nó có thể là thủng xuống thủng xuống vùng 1230 có thể là sâu hơn một chút về 1220 là uh, vẫn có thể xảy ra nhé Đấy là vẫn có thể xảy ra. Cho nên là việc chúng ta trong dạng này thì vẫn là phải cần quản trị thôi. Ở đây thì uh, trong uh, cái phần cuối cùng thì mình có kết luận rằng là qua góc nhìn phân tích kỹ thuật này, trên cả ba khung đồ thị tuần, ngày, giờ, đấy, thì các tín hiệu đều uh, hữu hiệu nhất trong đều, các tín hiệu bán đều hữu hiệu nhất và nhất là trong khung giờ. Đấy. À, góc nhìn qua góc nhìn thống kê thì chúng ta thấy rằng là tỷ lệ trên khung đồ thị uh, có tín hiệu hình thành một đỉnh MACD uh, lên đến 70% cho thấy rằng là sớm muộn thì vn cũng sẽ hình thành một đỉnh macd và tín hiệu giảm giá sẽ còn càng hiện hữu hơn thì macd trong phiên giao dịch hiện tại thì hôm nay trong đến phiên giao dịch ngày hôm nay chúng ta thấy rằng nó đã cắt xích xích nhau rồi và chuẩn bị hình thành lên một cái đỉnh của đường của macd và tiếp theo là sau khi mà thống kê thị trường thì chúng tôi thì mình mình ở đây là chúng tôi đánh giá việc là việc hạ tỷ trọng cổ phiếu nắm giữ tiền mặt cao là điều cần thiết trong các phiên giao dịch tiếp theo. nó hỗ trợ tiềm năng quanh vùng 1240 đến 1250 là cái vùng giải ngân uh, hợp lý để đón uh, cái đỉnh hai MACD trên uh, MACD nhịp tiêu cộng với các cái mã cổ phiếu dòng ngân hàng, dòng chứng khoán, dòng thép, dòng bất động sản. Và cái tỷ lệ cắt lỗ lên để ở mức 3 đến 5% đối với tất cả các mã cổ phiếu của anh anh chị nhà đầu tư đang nắm giữ và cái việc là sai là phải cắt. Thì hôm nay mình cũng có cắt với những một số các mã cổ phiếu như là vốt này hay là một số các mã cổ phiếu mà hàng về mình đã không đạt được kỷ luật cao thì chúng ta vẫn phải cắt thôi đấy, và hôm nay thì mình thấy rằng là sau khi cắt xong thì vốt nó còn sàn cơ cho nên là việc quản trị rủi ro hay là quản trị danh mục trong dạ này thì chúng ta cần phải ưu tiên hay là hàng đầu để chúng ta à, trên một cái góc nhìn tổng quan của thị trường thì trong dạ này nó chỉ đang là một giai đoạn phục hồi thôi đấy và à, cái người vừa ốm dậy thì nó sẽ à, gặp rất là nhiều về cái tình trạng về sức khỏe nghe thi thoảng trời ơi, dở rồi cái là đau hết cả người đau hết cả người luôn để thì à, Cùng đến quay trở lại với cả viên index Trong uh, phiên giao dịch hiện tại Để Trong phiên giao dịch hiện tại Thì cái hỗ trợ đầu tiên Nó sẽ ở quanh vùng 1247 Và hỗ trợ tiếp theo Nếu mà có thường hợp xấu hơn Thì có thể là về quanh 1230 Nên Tuy nhiên rằng là À, mặc dù đây là một hai hai cái mốc hỗ trợ nó trên đồ thị có vẻ là trông khá là xa nhưng tuy nhiên chúng ta nhìn về điểm số thì hôm nay là 1260 rồi. Thì có nghĩa là nếu mà trong trường hợp xấu nhất về 1230 thì thị trường hay cổ phiếu thì nó cũng chỉ giảm đâu đó khoảng 30 điểm thôi thì cái mốc điểm này so với cả cái giai đoạn hồi tháng 6 này hoặc là giai đoạn hồi tháng 4 này thì đối với mình đánh giá thì nó cũng tương đối là nhỏ. Nó không quá là lớn và nó cũng khó có thể là gây sốc cho mọi người có thể gây sốc cho mọi người và có thể là trong ngắn hạn nếu mà chúng ta à, có lỡ, đấy, có lỡ đu các mã cổ phiếu, ví dụ như bất động sản như Excel này, rồi là các mã cổ phiếu trong ngân hàng, rồi à, một số các mã cổ phiếu trong chứng khoán trên các cái vùng từ ngày 17 tháng 8 này, đấy, hay là à, quanh các cái vùng à, tuần trước thì chúng ta cũng chưa cần lo lắng bởi vì khi mà thị trường à, nó ở đây mình chúng ta thấy rằng là nó mới hình thành có một đỉnh MACD thôi, cho nên là cái việc mà à, có cơ hội để hình thành cái đỉnh hai của MACD thì nó rất là hữu hiệu, hiệu. Đấy, cái kịch bản thị trường trong à, video uh, cuối tuần thì mình cũng đã uh, nhấn mạnh cho mọi người rồi có nghĩa là thị trường thì kiểu gì cũng sẽ có hai cái dạng kịch bản và cái hai cái dạng kịch bản này thì nó đều thiên về cái dạng mà chúng ta có có thể lỗ được trong dạng này nếu mà chúng ta uh, Tuy nhiên rằng là chúng ta cần phải có một cái tâm lý uh, nó vững hơn nếu mà trong trường hợp mà nó về cái đỉnh uh, nó về theo cái kịch bản thứ hai thì cái bệnh thì cái kịch bản thứ nhất đấy chính là uh, VNX nó sẽ chỉ về quanh vùng 1250 thôi có nghĩa là giảm đâu đó khoảng độ 10 đến 15 điểm nữa đấy, khi mà test đường M20 và ngoài ra thì trùng với cả các cái vùng uh, hỗ trợ của đáy trước thì uh, sau đó thì viên sẽ bật lên ngay thì chúng ta sẽ có thể là canh mua các, các cổ phiếu này nếu mà trong uh, nếu mà trong uh, các cái dòng cổ phiếu như là bất động sản này rồi uh, Uh, thép này rồi chứng khoán này thì nó có tín hiệu là test đồng mà ai thành công mà nó bật lên thì chúng ta sẽ có thể là mua cùng đua cùng thị trường luôn đấy, và chúng ta sẽ có cái mục tiêu để bán lên cái vùng đỉnh cũ đấy, quanh vùng 1.275. Còn nếu mà thị trường xấu hơn và nó sẽ theo cái kịch bản thứ hai có nghĩa là về sâu một phát về quanh cái đường kỹ du này và ngoài ra thì trùng với cả flat me ở đây đấy, flat me ở đây thì cũng là một cái vùng hỗ trợ rất là an toàn quanh vùng 1230 thì đâu đó thì cái nhịp hồi này nó sẽ yếu hơn một chút mà nó chỉ lên quanh vùng 1.200 1250 thôi đấy, thì khi đó thì cái đường mà 20 thì nó sẽ có xu hướng như thế này đấy thì chúng ta sẽ uh, có cái nhịp mà chúng ta sẽ lên bán quanh vùng 1250 thì cái ở cái kịch uh, bản thứ hai thì chúng ta sẽ cần hơn với cái việc là tâm lý nó vững chắc hơn vững chắc hơn một chút nếu mà đã uh, lỡ kẹo hàng trên các ngày thứ sáu này hay là các ngày thứ năm thì chúng ta giờ chưa về thì uh, đây là hai kịch bản hữu hiệu, hiệu nhất mà mình uh, đánh giá thị trường nó sẽ À, hiện hữu theo các cái phiên giao dịch như thế này. Đấy, ví dụ như chúng ta có thể thấy rằng là trong các, các phiên giao dịch ở đây, Đấy, ví dụ như là à, cái phiên giao dịch ngày 7 tháng 6 này, này. Đấy, 7 tháng 6 khi mà VND nó vượt M20, tuy nhiên M20 vẫn đang có xu hướng cắm xuống, thì cái việc mà nó test đường M20 rồi lại bật lên thì chúng ta sẽ có thể là canh bán được cái đỉnh thứ hai. Ví dụ như lên đây này, test về đây một cái, Đấy, thậm chí rằng rút chân cái thì chúng ta sẽ có cơ hội bán ở đỉnh thứ hai. Nhất là những ai đang kẹp hàng trên này thì chúng ta vẫn còn cơ hội để sống sót. Đại, chưa biết là thị trường trong giai đoạn tiếp thì chúng nó à, thì uh, sẽ xảy ra như thế nào. Nhưng uh, trong ngắn hạn thì chúng ta sẽ xử lý theo cái dạng như thế đã. Hoặc nếu mà trong trường hợp nhé, chúng ta thấy rằng là trong trường hợp mà cổ phiếu nó thủng qua cái đường M20 ngày thì kiểu gì nó cũng sẽ có những nhịp nó test về, Đại, test về sát cái đường M20 để chúng ta có thể là có cơ hội ra hàng. Cho nên là mọi người uh, đã có cái kịch bản trước, trước uh, đã có các cái kịch bản từ trước rồi. Cho nên mọi người không cần phải quá quan tâm, à, không cần phải quá là lo lắng. Đại, nếu mà ai đang lỡ kẹp hàng chúng ta... <laughs> không theo các cái nhận định trước của mình thì chúng ta cũng có thể là yên tâm ở đây thì mình sẽ bắt đầu bách uh, test lại cho mọi người nhé ví dụ như trong dạng này đúng không lại index thì nó đang giao dịch trên đường 20 khá là ok thì có một nhịp test về cái đường 20 màu tím ở đây này test về đường màu tím rồi sau đó lại lại bật lên Đấy, còn trong trường hợp mà thị trường nó theo kịch bản thứ hai có nghĩa là kịch bản theo ngay ở đây Đấy, có nghĩa là thủng một phát đường M20 ngay thì kiểu gì nó sẽ về một cái vùng đáy cũ và nó sẽ có một cái phiên có những cái phiên nó quay lại test đường M20 thì đây sẽ là cơ hội bán cho chúng ta Thế cho nên là cả hai kịch bản đấy, một là tăng ngay một là test về ngày mai tăng ngay hai là thủng thì chúng ta đều có những kịch bản để chúng ta à, có thể trung bình giá đấy, tốt ở các cái mốc hỗ trợ tin tưởng hoặc là cái vùng này thì có thể là sâu hơn một tí nếu mà về quanh cái vùng này có thể là về sâu hơn một tí như cái vùng à, à 1216 này 1220 này cái vùng mà mình đánh giá là nó khó để về tới đây đấy rồi Ok thì với kịch bản của VND thì là thế thôi. Hôm nay là ngày à, hôm nay là ngày thứ hai cho nên mình sẽ không xem tuần. Ở viên 30 thì cũng tương tự. Đấy, cái hỗ trợ ở quanh vùng giá 1269 1270 và cái mốc hỗ trợ sâu hơn một chút sẽ ở quanh vùng 1250. Thì chúng ta sẽ cùng xem xét và cùng à, thống kê các cái dòng cổ phiếu nếu mà trong trường hợp mà thị trường nó đồng loạt thủng hết các vùng M20, ví dụ như là của HPG chẳng hạn này. Đấy đường M20 vẫn đang hướng từ có xu hướng lên mà có cái tình trạng mà thị trường rất là xấu ví dụ như nó thủng một cái về đây thì cái việc mà chúng ta cứ về quanh các cái vùng đáy cũ này ví dụ vùng 21 này chúng ta mua thoải mái thì chúng ta sẽ bắt một cái nhịp mà thị trường mới mấy cái mã cổ phiếu này nó hồi lên một nhịp đấy, ví dụ lúc đấy thì vùng 20 nó nó đi ngang như thế này thì chúng ta sẽ canh bán khi mà nó hồi lên quanh vùng 23 thì lúc đấy thì chúng ta thấy rằng là cái giá trung bình của chúng ta sẽ đo quanh vùng 22 thôi và cái việc mà chúng ta thoát hàng ra là cái việc À, vẫn giữ được lợi nhuận và ít nhất là cũng hòa cũng không, không không lãi thì cũng hòa Để cho nên chúng ta cả hai kịch, kịch bản chúng ta chưa cần phải lo lắng quá nhiều Ok thì tiếp theo chúng ta sẽ xem một số các dòng cổ phiếu Đấy, một số các dòng cổ phiếu ví dụ như là các mã cổ phiếu như uh, ngân hàng thì một số các mã cổ phiếu ví dụ như là Vietcombank này Đấy, trong các phiên giao dịch uh, hồi tháng 8 này ngày đầu tháng 8 này mình thì thấy rằng là rất nhiều các cái nến đảo chiều đây và đều cái RSI này nó đã vùng quá bán rồi cho nên là việc đảo chiều trong đoạn này là một cái đỉnh vùng đỉnh tiềm năng cổ phiếu. Thì hôm nay với việc công banh là một trong những cái mã cổ phiếu lít của thị trường và lít của dòng banh thì nó đã có một cái tín hiệu mà ACD cắt xuống rồi. Đấy, cho nên rằng là chúng ta à, với những ai đang có hàng mã cổ phiếu này thì chúng ta sẽ có thể là à, kẹp hàng nhé. Ngày mai đang kẹp hàng thì chúng ta có thể là canh trung bình giá. Thì nếu mà trong trường hợp mà ngày mai không test được lên, không test thành công cái đường EMA 200 thì chúng ta có khả năng sẽ về quanh giá 76. Thì chúng ta có thể là mới mới có thể là canh mua. Đấy, với Vietcombank này, Kibank thì uh, mình thấy cái vùng này tích lũy rất là đẹp. Thế tuy nhiên dòng này tín hiệu cũng khá là xấu, Đấy, tín hiệu khá là xấu khi mã mất đường M20, cái trendline line của nó ở quanh cái vùng này, Đấy, Trendline, line, trend tăng giá của cái mã cổ phiếu này ở quanh cái giá 27.6. Nếu mà trong trường hợp thủng thì khả năng là chúng ta uh, nếu mà ai mạo hiểm thì có thể là canh mua trung bình ở đây, hãy canh mua trung bình ở đây để bắt một cái nhịp để test lại, Đấy, một cái nhịp test lại. Còn không thì thôi, chúng ta bỏ qua cái mã cổ phiếu này khi nào mà có cái điểm mua thì chúng ta sẽ canh mua ở đây ví dụ như là đây test lên và cái nguyên lý của điểm mua thì chúng ta sẽ cần phải ít nhất là một đáy của ma xe không này à không giờ khi nào mà có một đáy thì ví dụ như là với uh, riêng mã này luôn đi ở TV Bank này. đấy, TV này thì khi nào mà cứ có một đáy thì chúng ta mới mua đấy. Uh, trên uh, trên vùng đỉnh thì nó liên tục hình thành hai cái đỉnh này hai đỉnh CD ở đây này hai đỉnh vào CD và nó đã thủng qua cái vùng đỉnh trung tâm xác à, nhận nhiều đảo chiều đấy ba, À, đương nhiên là cái, khi mà ngược lại thôi, khi mà ngược lại thì khi nào mà cái mã cổ phiếu này nó hình thành nên một đáy, đấy, chúng ta có thể là mua ngay ngay đấy, ngay đấy đầu tiên, đấy, cho cái nhịp này, đấy, ngay đấy đầu tiên cho nhịp này cũng được. Đấy, nhất là ai đang kẹp hàng cái vùng này, chúng ta mua ngay đấy một để chúng ta có thể trung bình, hoặc không thì cứ an toàn để mua đấy hai. Đấy, ví dụ như đích cũng thế này, đấy, với đích cũng thế này, nó đang nở ra như này thì cái việc mà chúng ta mua thì nó sẽ có phần rủi ro. Tuy nhiên rằng là mình uh, sau khi hôm nay thì đo fibo này này đo fibo một chút ở quanh cái vùng đỉnh ở đây trên khung một giờ thì nó đã về cái mốc fibo 1.618 rồi nhưng cái việc mà nó chỉ về đỗ đó khoảng độ một đến hai giá nữa là quanh vùng này là cái vùng hỗ trợ rất là mạnh cho nên là chúng ta mua ở đây thì sẽ có cái điểm trung bình ở ngay cái vùng 6 36 mà 36.8 chúng ta mua ở đây thì uh, mua cái thị trọng nhỏ thì không uh, chưa có vấn đề thì chúng ta uh, thấy rằng là cái việc mua trên khung uh, trên khung giờ khi nào mà cứ cắt lên khoảng độ một đoạn chúng ta có thể mua được bắt đầu là mua được Đấy, còn một đoạn thì chúng ta đây ví dụ như là cái phiên giao dịch ngày 21 tháng 6 này chúng ta mua một đoạn thì có thể là có cái lợi nhuận một độ ba bốn giá luôn Đấy, hay là chờ các cái phiên giao dịch ở vùng này Đấy, sau cứ cắt một đoạn thì nó tăng vài giá luôn Đấy, hay như sell chẳng hạn này Thứ khi nào mà mua khoảng độ hai hai đáy thì chúng ta mua hay là ở vnindex nhé trên khung một giờ chúng ta có thể xem nó kỹ hơn đây ví dụ như là vnindex ở trên khung một giờ nếu mà đây là một cái mã cổ phiếu mà chúng ta muốn mua thì cứ mua ở đây khi một đáy này ở đây thêm một đáy nữa ở cái vùng này thì nó hình thành những cái mô hình phân kỳ rất là đẹp rồi đấy, thì lúc cứ lúc đấy chúng ta mua đấy, nếu mà an toàn an toàn nhất là chúng ta cứ mua ở, ở vùng đáy hai còn giai đoạn này thì nó mới còn cắt xuống không cơ đấy, nó mới cắt xuống không cho nên là cái nhịp giảm này thì nó sẽ còn khoảng độ 10 đến 20 điểm nữa đây là ngắn nhất rồi đúng không đấy, trong uh, kể cả như giai đoạn này cũng thế này giai đoạn này thì, thì khi mà nó uh, có một nhiều điều chỉnh thì kiểu gì nó phải đi hết biên độ ở đây giảm độ 20 điểm đấy. chúng ta xem trong uh, cái đoạn này đấy, nó giảm À, giảm một nhịp nó phải cắt lên chúng ta mua ở cái vùng này mua trước cái vùng này cũng ok đấy, kể cả là cái dòng dạng này chúng ta mua ở cái vùng này để lướt tới không và cái định, cái đấy thứ hai chúng ta mua thì thoải mái hơn đấy. hay là trong dạng này thế này trong cái giai đoạn tháng 6 cũng tương tự này đấy. chúng ta mua ở cái đấy thứ nhất thì cũng ok đấy. thì chúng ta lướt tới công thoải mái còn đã mua ở cái đáy thứ hai thì nó sẽ có cái sự an toàn cao hơn đấy. cho nên là chúng ta trong dạng này thì cứ tình từ cũng uh, nếu ai mạo hiểm mua trước thì cũng không có vấn đề gì cũng không vấn đề gì còn nếu mà ai mua nếu mà ai mua an toàn thì có thể là chờ cái đấy thứ hai mua hay ví dụ như là một số các mã cổ phiếu như CTG chẳng hạn này đấy, mua đấy một mua đấy hai thì nó sẽ có cái tỷ lệ chiến thắng cao hơn rất nhiều đây một đấy cứ mà ACD cắt lên trên khung giờ chúng ta sẽ canh mua nếu mà ai là kẹp hàng sẵn ví dụ như chúng ta là kẹp CTG chẳng hạn thì chúng ta có thể là canh mua được khi cái mã cổ phiếu này nó cắt nhau tên chúng ta sẽ mua quanh giá 29 ở đây để lướt tới không nhá lướt tới không là chính còn nếu mà cứ an toàn thì cứ phải để hai đáy hai đáy nên nó phải ở dưới không hẳn nhé đây, ví dụ như ông Techcombank này, đây cũng là một trong những lý do mình mua cái mã cổ phiếu này, giá 36 37. Đấy, liên tục mà hình thành đáy ở dưới không và hình thành cái phân kỳ mà CD ở đây thì chúng ta mua thì rất rất là thoải mái. Đấy, thì đây là tích của Techcombank này, ACB này. Đấy, đang vẫn đang cắt xuống này, chưa có tín hiệu gì ta bắt cả. Ở bắt thì nó sẽ mang cái tính chất là mạo hiểm nhiều hơn một chút. Đây là dòng ngân hàng thì một số các mã cổ phiếu đều vẫn đang có xu hướng của MA20 đang hướng lên Cho nên rằng là các cái nhịp mà nó điều chỉnh Ví dụ như là lời banh này về quanh giá 15 này kiểu gì nó cũng sẽ có một nhịp nó quay trở lại để test lên Cho nên rằng là ai đang có hàng thì chúng ta sẽ giao dịch theo cái chiến lược kiểu đấy Thế Tuy nhiên rằng là nên với những nhà đầu tư nào có kinh nghiệm và giao dịch nhiều trên thị trường Với các cái chiến lược về lướt tích cộng kiểu này rồi thì chúng ta mới nên tham gia Còn không thì với cái việc mà hồi lên thì chúng ta sẽ canh bán Một là bán ở đây, hai là hồi lên thì bán nốt Đấy. còn không thì nếu mà chúng ta đã không có các cái kiến thức hay không có kinh nghiệm thì uh, chúng ta tham gia uh, nó sẽ dễ rất dễ bị phô mô, rất dễ bị uh, thị trường nó dẫn cho thì nó sẽ gặp mà uh, thua lỗ rất là nhiều Đấy, trên khung uh, ngày của uh, với các mã cổ phiếu dòng thép thì hôm nay uh, với nam kim thì một đỉnh ACD và chúng ta xem cái khung giờ thì nó đang uh, cắm xuống không cho nên là việc mà chúng ta mua mới mã cổ phiếu này thì chúng ta không nên mua nữa Cô hàng thì nắm giữ thêm mà các cái mua khi mà chỉ có mua khi mà có cái gì điều chỉnh với dụ, dụ, dụ 20 một số các mã cổ phiếu trong chứng khoán chứng khoán ngày hôm nay cũng có lúc uh, giữ khá là khỏe của AGR này Đấy, rồi uh, vx về thì tiếp tục là một uh, đà tăng giá khá là tốt Đấy, Tuy nhiên một số các mã cổ phiếu lít của ngành ví dụ như sss này thì hôm nay uh, thủ mất M20 thì có thể là chúng ta sẽ tham gia khi mã cổ phiếu này nó về giá 12.5 hay là CTS chẳng hạn thì hôm nay cũng giảm đến 4% thì cái vùng hỗ trợ ở đây là vùng hỗ trợ khá là an toàn Đấy, quanh giá 21.2 chúng ta có hàng sẵn thì chúng ta mua lướt được uh, BCI VCI thì một là về quanh giá 34.2 ở đây thì tuy nhiên là MACD nó đang tương đối là xa không nên là mình kỳ vọng là nó sẽ về sâu hơn một chút về quanh giá 32 thì chúng ta sẽ canh mua được Đấy anh mua về tốt hơn đã đẹp hơn còn với VND thì chúng ta thấy rằng là kỳ vọng về cái chạc của mã cổ phiếu này thì nó tương tự như là VNDX trong dạng này thì phải Đấy, cái chạc của nó thì về cái vanh vùng 21.2 21.3 là cái à, vùng an toàn đầu tiên có thể là canh mua lướt à, một lướt ở đây còn thứ hai là sâu hơn thì về quanh vùng 20.5 thì với mã cổ phiếu này thì mình đánh giá là nó chỉ tối đa về quanh vùng đấy thôi Vì việc của chúng ta à, bắt đầu có thể giải ngân được thì anh mua còn không thì cứ để cho an toàn thì chúng ta cứ xem không một giờ khi nào mà nó cắt lên đấy, khi nào mà nó cắt lên hình thành hai cái đáy ở đây đấy, hai đáy một đáy hai đáy thì chúng ta mua thì nó có sẽ có tín hiệu an toàn cao hơn hoặc không thì chúng ta cứ mua một đáy trước cũng không sao cả đấy, không mua một đáy trước và áp dụng các cái tính chất của phân kỳ thì chúng ta mua lướt thoải mái đấy, các cái vùng uh, chúng ta xác nhận phân kỳ ở cây cây phiên này đấy, cây phiên 23.7 có các nhịp lên vùng uh, 25.2 nghĩa là được đâu đó 2 đến 1 đến 2 giá đấy, cái lướt như thế thì sẽ rất là ok Thực ra 1-2 giá nếu mà trong giá 20 thì chúng ta cũng được gần để nó phù hợp với cả cái nhịp mà à, nhịp tăng của VND khoảng từ 20 đến 30 điểm nếu mà nó đúng mức kịch bản Ê, thì thị trường hay là mã cổ phiếu nào trong dạng này mà nhất là các mã cổ phiếu thị trường thì nó đều có cái đặc tính như nhau là như thế Ê, thì hy vọng rằng là à, một số các mã cổ phiếu như bất động sản này, Excel thì nó đều chạy như nhau Đấy, thì à, hy vọng rằng là người sẽ có cái à, nhận định hay có cái góc nhìn để nó tốt nhất thì chúc các bạn thành công và gặp lại nhiều may mắn xin chào và hẹn gặp lại.